Lại có thằng ổ nhảy vào chỗ tôi này các bạn này. Thằng này đáng chết không? Thằng này cực kỳ đáng chết luôn đấy. Mày mà không đi thì mày chỉ chết thôi. Cảnh cáo trước. Đất này đất của mình, riêng tôi solo ở cái chỗ này nhá. Chưa lần nào tôi biết thua luôn. Khẳng định luôn, mẹ thằng này đi chắc rồi. Bữa nào bữa nếu. Đây, ví dụ như thằng này là số nó phải chết này. Lần này tôi đánh tử tế, riêng những lúc tôi đánh tử tế nó khác lắm các bạn ạ. Để đánh tử tế luôn. Đánh tử tế này. Đỡ đòn các kiểu mà nó phải mãn nhãn luôn. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy long số quất mẹ mình chạy vào đâm đối thủ xong rồi sọc phát kiếm vào bụng nhá. Giờ này tôi nhặt được long số quất tôi làm luôn cho các bạn xem. Hy vọng là thằng này nó va chạm với mình sớm sớm lên chứ nó đừng chạy. Đâu rồi nhở, cái bạn nào mà vừa lấy nhảy vào chỗ này của tôi đâu rồi nhở? Hello motherfucker. Mày dùng không được cái chiêu. Gáy đi, sao lại không gáy? Dậy gáy đi chứ. Giọt nước mắt chảy ngược đã làm anh tổn thương rất nhiều. Giọt nước mắt chảy ngược.